Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Như vậy là môn phái Long Quy đã được ra mắt tại server Việt Nam. Và trong video hôm nay mình sẽ cùng với anh em phân tích chi tiết về kỹ năng của môn phái này, cũng như là hướng dẫn cho anh em cách tăng kỹ năng cho môn phái Long Quy ở từng cấp độ sao cho hợp lý. Thì anh em có thể thấy là môn phái Long Quy này chúng ta thuộc ngũ hành hệ kim, và nó sẽ có một số cái chỉ số như là thể chất chúng ta được 3 điểm, sức mạnh 4 điểm, nhanh nhẹn 2 điểm và linh hoạt đó là 1 điểm. Như vậy cái thiên hướng của Long Quy nó sẽ nghiêng về điểm thể chất và sức mạnh nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái kỹ năng của môn phái này nè mà. Đầu tiên đó chính là cái chiêu đánh thường Long Quy Tiên Quyết. Đây là chiêu đánh thường của môn phái cận chiến nhưng lại có tầm đánh khá là xa, đó chính là 5m anh em ơi. Và chúng ta sẽ gây được một cái lượng sát thương như các môn phái khác thôi. Khi mà anh em tăng cái này lên 20 điểm thì chúng ta sẽ có 90% tấn công cơ bản, cộng với 162 điểm sát thương hệ kim. Và khi anh em tăng lên 25 điểm thì cái chỉ số này nó cũng sẽ tăng theo, đó là chúng ta sẽ được đó là 114% tấn công cơ bản cộng 205 điểm sát thương hệ kim. Thì cái chiêu này nó đánh cũng khá là mạnh và cảm giác tốc đánh cũng rất nhanh anh em ơi, tầm đánh cực kỳ xa, tốc đánh cũng nhanh. Do đó anh em cũng có thể sử dụng cái chiêu này để chúng ta có thể đánh tầm xa và cấu máu tìm được bạn cũng được, khá là ổn nha anh em ạ. Kỹ năng thứ hai đó chính là cái chiêu Thiên Long Bài Vĩ. Thiên Long Bài Vĩ đây là một cái chiêu cận chiến tầm ngắn thôi. Và cái chiêu này nó lại có một cái ưu điểm, đó là cái lượng sát thương kèm theo của chiêu này cực kỳ khủng khiếp. Về cự ly thi triển là 3m, giãn cách thi triển là 25 giây. Chiêu này nó sẽ múa roi dài trong tay và nó gây sát thương đối thủ trong một cái phạm vi xung quanh của bản thân mình nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ tăng điểm chiêu này lên, ví dụ mình sẽ tăng lên đến mốc khoảng 15 điểm. Thì anh em thấy là cái chỉ số là cái phần trăm xuất hiện tỷ lệ bị thương nó cũng sẽ tăng theo nha. Khi mình tăng lên 15 điểm thì cái chỉ số này nó sẽ lên đó là 100%. Và chúng ta sẽ có một cái lượng tấn công đó là 1106% tấn công cộng với 1990 điểm sát thương hệ kim. Một con số tấn công khá là mạnh của một môn phái. Rồi khi tăng full cái điểm của mình thì mình sẽ có tổng cộng đó là 1409% tấn công cơ bản cộng 2537 điểm sát thương hệ kim. Bây giờ mình sẽ đánh thử chiêu này cho anh em xem. Nó gọi là Long Uy Bài Vĩ. Đây là cái chiêu này nha anh em ơi, Long Uy Bài Vĩ. Đó, và anh em thấy lượng đam của nó khá là mạnh, khá mạnh anh em ạ. Tiếp theo cái kỹ năng thứ hai nó gọi là Dẫn Càn Khôn. Đây là một cái chiêu rất đặc biệt và một cái chiêu gọi là đặc thù của cái môn phái Long Uy này. Cái chiêu này nó sẽ gồm có hai chiêu. Chiêu 1 á là nó sẽ gây sát thương và nó đánh thêm một cái ký hiệu liên kết. Chiêu thứ hai nếu chính xác cùng một cái mục tiêu đã bị đánh liên kết á, thì nó sẽ gây thêm một cái lượng sát thương tương đương bằng cái lần đầu anh em đánh. Còn cái chiêu hai mà nó chính xác sang một cái mục tiêu khác thì nó sẽ kéo hai mục tiêu lại gần với nhau và nó sẽ gây sát thương lên đến ít 3 lần anh em ạ. Cụ thể như sau thì cái chiêu này cự ly thi triển của nó là 7m và giãn cách thi triển của nó là 20 giây. Bây giờ mình sẽ tăng cái chiêu này lên đến cấp 15 cho anh em xem cái lượng sát thương của nó sẽ như thế nào. Anh em thấy là sát thương ban đầu khá là nhỏ đúng không? Nhưng mà khi chúng ta tăng lên thì cái chỉ số này nó cũng sẽ được tăng dần. Nhưng mà anh em lưu ý nếu cái chiêu này chúng ta sử dụng hợp lý thì được ít 3 sát thương anh em ạ. Rồi ở cấp 15 thì chiêu này nó sẽ gây một lần đánh là 365% tấn công cơ bản cộng 657 điểm sát thương hệ kim. Và nếu anh em nhân cái điểm này lên gấp 3 lần chúng ta được khoảng 1000 mấy điểm nha anh em ạ. 1000 mấy điểm tấn công cơ bản. Nhưng mà cái tỷ lệ đó xuất hiện khi chúng ta đánh với hai người thì mới có được anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đánh thử cái chiêu này cho anh em xem nha. Nó gọi là Dẫn Càn Khôn. Mình sẽ kiếm một con quái hệ hỏa đây, chứ quái hệ mộc mình đập cái nó chết anh em ạ. Rồi đây rồi. Nếu mà anh em đầu tiên chúng ta đánh trường hợp thứ nhất, đánh mục tiêu này, sau đó chúng ta đánh thêm một cái nữa sẽ gây một cái lượng sát thương tương tự. Còn nếu như mà anh em đánh mục tiêu này và chúng ta kéo sang mục tiêu khác đánh thì nó sẽ ít 3 lần đam hai mục tiêu nha anh em. Và để làm được điều này thì BK nó hơi khó, mà trong giao tranh thì có lẽ là anh em sẽ rất khó chọn mục tiêu, dẫn đến là cái độ khó thao tác kỹ năng của môn phái này nó được đánh giá là 5 sao. Rồi mình sẽ xuống đánh con kia này. Anh em thấy là kéo hai con lại với ít 3 sát thương, đó là cái chiêu Dẫn Càn Khôn. Chiêu thứ ba của nó có tên gọi đó là Long Dược Tử Uyên. Long Dược Tử Uyên. Và chiêu này nó là chiêu gọi là cận chiến anh em ạ. Anh em thấy không, rõ ràng ở đây nó ghi cận chiến nhưng mà cự ly thi triển tới 705m. Mình không hiểu cận chiến ở đây nghĩa là gì luôn. Vung roi trói kẻ địch gây sát thương và tiếp cận kẻ địch, có nghĩa là kéo bản thân của mình tiếp cận lại kẻ địch. Giãn cách thi triển của chiêu này chỉ có 12 giây thôi, là mình sẽ tăng lên khoảng 15 điểm.
thì chỉ số tấn công cơ bản và sát thương điểm sẽ tăng theo thôi. Chiêu này thì cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng mà ở phần bí kíp và tuyệt học nó thì lại có điểm đặc biệt anh em ạ. Khi mình tăng lên cấp 15 thì chúng ta sẽ gây được 798% tấn công cơ bản, còn 1436 điểm sát thương hệ kim. Và khi mình nâng full cấp thì nó gần bằng 1000 điểm tấn công anh em ạ. Một chỉ số khá là cao. Rồi chiêu này thì nó rất là đơn giản rồi, anh em chỉ việc đánh nó sẽ kéo bản thân của mình lại với kẻ địch thôi. Đó anh em thấy không, một cái lượng sát thương rất lớn và nó sẽ tạo giáp xung quanh. Cái việc tạo giáp này là có hiệu quả từ bí kíp mới có nha anh em ơi, nếu chúng ta chưa có bí kíp thì sẽ không tạo giáp được. Cái đó tí nữa mình sẽ tìm hiểu sau. Rồi đây là chiêu thứ 5. Chiêu này đây gọi là cái chiêu hỗ trợ cơ bản thôi, nó gọi là Long Uy Tâm Pháp. Nó sẽ tăng vĩnh viễn 21% sinh lực cơ bản. Cái này là chỉ số cấp 2 để mình tăng lên đến cấp 15 và mình đọc chỉ số cho anh em luôn. Tăng vĩnh viễn 56% sinh lực cơ bản, 45 điểm tốc độ di chuyển, 52 điểm tấn công cơ bản và 225 điểm tỷ lệ kháng tàn phế. Này nó cũng sẽ giống như những cái môn phái khác anh em ạ, nhưng mà ở đây nó không có tăng tốc độ đánh cho anh em. Đây là chiêu 3x của môn phái Long Quy và chiêu này có tên gọi đó là Liệt Hồng. Chiêu này cũng thuộc gọi là cận chiến, nhưng mà cự ly thi triển tới 7m lần anh em ạ. Mình không hiểu cận chiến nghĩa là gì ở đây, khi cận chiến rất rõ. Chiêu này sẽ vung roi mạnh gây sát thương cho kẻ địch phía trước và kèm hiệu quả bị thương. Đây là cái chiêu gọi là cái chiêu 3x mà có thời gian hồi chiêu nhanh nhất trong tất cả các phái luôn đó anh em. Giãn cách thi triển chỉ có 10 giây. Và cái lượng sát thương của chiêu này gây ra rất lớn nha, mình sẽ tăng lên 15 điểm cho anh em xem. Chúng ta sẽ thấy khi ở cấp 15, chiêu này sẽ gây được 891% tấn công cơ bản cộng 1603 điểm sát thương hệ kim. Và nó sẽ có 100% kèm theo hiệu quả đó là 1 giây bị thương. Và khi tăng cái này lên đến cấp full của cái cấp hiện tại mình thì cái lượng tấn công nó sẽ tăng theo rất là nhiều. Và cái chiêu này có quy lực khá là lớn, khá lớn anh em ạ. Đây, đó anh em thấy không, vung roi xuống và đánh một đòn rất mạnh và cái thời gian nó hồi rất nhanh. Đây là cái chiêu anh em có thể spam liên tục luôn anh em ạ. Đó anh em thấy. Và như vậy anh em thấy là bốn trong bốn kỹ năng này thì sẽ có hai kỹ năng mà gọi là tạo sát thương mạnh môn phái Long Quy. Đó chính là cái chiêu số 2, đây là cái chiêu Thiên Long Bài Vĩ. Và cái chiêu số 4 là cái chiêu Liệt Hồng. Đây là hai chiêu gây sát thương khá là mạnh, sốc đam cực kỳ mạnh của môn phái này. Tiếp tục mình sẽ tìm hiểu những cái kỹ năng tiếp theo. Đây là kỹ năng 4X, nó gọi là chiêu Thất Bộ Vẫn. Chiêu này nó sẽ hỗ trợ cho cái chiêu Dẫn Càn Khôn. Dẫn Càn Khôn chính là chiêu số 1 nha anh em ơi. Khi mà chúng ta sử dụng cái chiêu Dẫn Càn Khôn, chính xác kẻ địch khiến kẻ địch bị giảm kháng bất lợi và tỷ lệ kháng thuộc tính, rồi giảm luôn cả cái sát thương bạo kích và tỷ lệ bạo kích cơ bản đây em ạ, khiến kẻ địch bị sát thương nếu di chuyển trong vài giây. Bị sát thương nếu bị di chuyển trong vài giây nghĩa là sao anh em? Từ từ mình sẽ đánh và giải thích cho anh em. Bây giờ mình sẽ tăng nâng cái chiêu này lên đến cấp 10 nha. Ở cấp 10 thì anh em thấy là chúng ta sẽ trong vòng 5 giây khiến kẻ địch giảm 150 điểm tỷ lệ kháng bất lợi và tỷ lệ kháng thuộc tính, rồi giảm thêm 30% sát thương bạo kích và 100% tỷ lệ bạo kích cơ bản. Đó. Rồi khiến kẻ địch mỗi nửa giây chịu tấn công cơ bản bằng số mét di chuyển nhân 98%. Có nghĩa là khi mục tiêu đã trúng kỹ năng rồi mà nếu càng di chuyển thì tự động nhận một cái lượng sát thương rất lớn nha anh em ạ. Cự ly tối đa mỗi lần di chuyển là 3m nha. Mình sẽ tăng full kỹ năng này và sẽ giải thích kỹ năng này cho anh em. Chúng ta sẽ có đây là cái chiêu Dẫn Càn Khôn và cái chiêu 4X nó sẽ hỗ trợ cho chiêu này. Bây giờ mình lấy ví dụ mình đánh vào một cái mục tiêu này đây. Và anh em thấy mục tiêu càng di chuyển càng mất máu, càng di chuyển càng mất máu, anh em thấy rõ không? Đó, càng di chuyển và càng mất máu, đó là hiệu quả của cái chiêu Dẫn Càn Khôn này. Và cái việc mất máu đó nó sẽ tính theo dựa vào cái việc mà mục tiêu di chuyển xa hay gần và nó sẽ kéo dài duy trì trong 5 giây. Rồi tiếp theo đó là cái chiêu 5X. Đây là chiêu hỗ trợ cao cấp cho đòn đánh thường thôi. Thì nó sẽ giống như các môn phái còn lại, nó gọi là tiên quyết cao. Không có gì đặc biệt cả, do đó mình sẽ tăng lên và cho chúng ta thấy được cái chỉ số sát thương nó cũng giống như những cái môn phái khác. Qua cái kỹ năng 6X ở đây, nó gọi là Phọc Ma Sách. Phọc Ma Sách là một chiêu hỗ trợ cho cái đòn tấn công thường. Công thường chính xác sẽ có xác suất tăng công thường lần kế. Và ở cái lần kế tấn công đó thì anh em sẽ gây được một lượng tấn công khá là mạnh. Mình sẽ tăng cái kỹ năng lên đến cấp 10 cho anh em xem. Nó sẽ có 80% tăng cường và nó sẽ gây 468% tấn công cơ bản cộng 843 điểm sát thương hệ kim và có 100% kéo lại, kéo mục tiêu lại mình nha anh em ơi. Và giãn cách kích hoạt của kỹ năng này đó là 8 giây.
Như vậy anh em thấy là một cái lượng tấn công rất mạnh cho cái đòn đánh thường khi mà anh em kích hoạt được kỹ năng này. Và kỹ năng này có tới 80% tỷ lệ kích hoạt, cũng rất là dễ kích hoạt anh em ạ. Chỉ là cái giãn cách thời gian của nó 8 giây, cứ 8 giây chúng ta sẽ được kích hoạt một lần. Rồi anh em thấy là chỉ số tấn công khá nhiều khi mình nâng lên đến cấp 16, đó là 592% tấn công cơ bản. Thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em xem. Ví dụ mình đánh, anh em để ý kỹ năng đánh thường nha, hiện tại nó không có sáng lên, mình đánh một cái, nó sáng lên, anh em tiếp tục đánh một cái nữa. Như vậy là chúng ta sẽ nhận được cái sát thương từ cái hiệu quả hỗ trợ của chiêu 6X. Như vậy anh em thấy là cái đòn đánh thường của Long Quy được búp khá mạnh nha. Chúng ta sẽ có hai chiêu hỗ trợ, ví dụ như Long Quy Tiên Quyết hỗ trợ, Phọc Ma Sách cũng hỗ trợ chiêu đánh thường. Do đó anh em bắt buộc phải tăng điểm cái chiêu này lên nó càng cao càng tốt nha anh em ơi. Và cái chiêu 7X nó sẽ có tác dụng gì đây? Đây là chiêu 7X, nó có tên gọi là Dẫn Long Huyết. Chiêu này là chiêu hỗ trợ khi sinh lực còn 50%, có nghĩa là mình mất 1/2 máu. Có xác suất giải trừ miễn dịch thuộc tính và hiệu quả bất lợi. Lúc đó là anh em sẽ miễn được tất cả các trạng thái khống chế nha. Rồi nó sẽ xóa thời gian chờ của cái chiêu Thiên Long Bài Vĩ và Long Dược Tử Yên là chiêu số 2 và chiêu số 3 anh em ạ. Thiên Long Bài Vĩ đây. Và cái chiêu Long Dược Tử Yên sẽ xóa thời gian chờ của hai chiêu này. Đồng thời anh em sử dụng hai kỹ năng này trúng mục tiêu thì sẽ hồi phục một cái lượng sinh lực trong vài giây. Cụ thể chiêu này sẽ như sau anh em ạ, mình sẽ tăng chiêu này lên đến cấp 10. Ở cấp 10 chúng ta sẽ có 90% xác suất kích hoạt xóa và miễn dịch hiệu quả khống chế duy trì trong 5 giây. Và nó xóa một lần thời gian chờ của cái chiêu Thiên Long Bài Vĩ và Long Dược Tử Uyên. Đồng thời khiến cho hai kỹ năng này khi mà anh em đánh trúng mục tiêu nó sẽ hồi phục lại 10% sinh lực và giãn cách kích hoạt là 30 giây. Như vậy một chiêu anh em đánh trúng hồi phục được 10% và cái chiêu thứ hai đánh trúng cũng hồi phục được 10% nữa. Tổng cộng chúng ta sẽ có hồi phục sinh lực đó là 20%, một cái chỉ số sinh lực không quá nhiều để hồi phục anh em ạ. Như vậy cái chiêu 7X này mình chỉ cảm giác là nó có tác dụng đó là giúp anh em hóa giải khống chế để mình chạy thôi. Chứ thật ra hồi máu không được nhiều nha anh em ơi. Tiếp tục đó là cái chiêu 8X. Chiêu 8X nó sẽ có tên gọi đó là Thần Uy Quyết. Đây là chiêu hỗ trợ cũng giống như những môn phái khác thôi. Nó sẽ tăng vĩnh viễn cho anh em cái chỉ số tấn công cơ bản, rồi sinh lực cơ bản, kháng tất cả cơ bản, điểm tốc độ đánh, điểm tỷ lệ bị thương và cái điểm kháng thời gian tàn phế thôi. Không có gì quá đặc biệt anh em ạ, do đó mình sẽ không giới thiệu kỹ năng này. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái chiêu 9X, xem chiêu 9X này nó sẽ hỗ trợ như thế nào đây. Xung quanh mỗi có thêm một kẻ địch sẽ tăng một phần tỷ lệ thuộc tính, thời gian thuộc tính, rồi xác suất hiệu quả bất lợi, thời gian bất lợi và tấn công cơ bản. Như vậy anh em thấy đây là cái chiêu hỗ trợ bị động và cứ càng có nhiều kẻ địch thì chúng ta sẽ càng có lợi cho bản thân mình. Ví dụ mình sẽ được tăng tấn công cơ bản lên và tăng thêm những cái tỷ lệ thuộc tính và thời gian hiệu quả bất lợi lên. Thì mình sẽ tăng cái kỹ năng này lên đến cấp 10 cho anh em xem nha. Cấp 10 thì chúng ta sẽ được tăng lên là 50% tấn công cơ bản và nó cộng dồn tối đa là 4 lần. Như vậy mình sẽ tăng lên được khoảng 200% tấn công cơ bản nha anh em ơi. Như vậy anh em thấy là Long Quy mà càng có đông kẻ địch thì cái lượng tấn công của nó sẽ càng cao. Mình nghĩ đây con môn phái này tống kim cũng được đó, nhưng mà tỷ lệ tử vong cũng cao lắm anh em ạ. Và khi mình nâng lên 16 điểm thì anh em thấy là cái hiệu quả tấn công mình tăng lên tới 80%. Còn 84% tỷ lệ bất lợi này anh em thấy không? Nó sẽ cộng dồn 4 lần và mình sẽ ra một cái đám quái cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ được cộng dồn những cái chỉ số này, ví dụ như là tỷ lệ thuộc tính lên 336 điểm, thời gian thuộc tính cũng là 336, rồi tỷ lệ xuất hiện cái hiệu quả bất lợi là 336 luôn, rồi thời gian hiệu bất lợi. Như vậy anh em hiểu cái hiệu quả bất lợi của con Long Uy là gì không? Long Uy nó sẽ có một cái hiệu quả bất lợi mà anh em cần biết, đó là cái hiệu quả hỗn loạn. Nãy giờ anh em thấy những kỹ năng của Long Quy hình như là không có kỹ năng nào liên quan đến hỗn loạn đúng không anh em ơi? Tí nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em vì sao mình nói hiệu quả hỗn loạn là cái hiệu quả bất lợi của cái môn phái này. Như vậy là mình vừa tìm hiểu xong về bộ kỹ năng của môn phái Long Quy. Bây giờ mình sẽ qua cái phần bí kíp để tìm hiểu xem là với sự hỗ trợ bí kíp ở từng kỹ năng thì nó sẽ mạnh thêm như thế nào, có kỹ năng nào giúp cho Long Quy sẽ trâu bò hơn hay không. Tại vì đa số nãy giờ anh em thấy Long Quy chúng ta chỉ toàn là những kỹ năng búp đam, tăng sát thương và gây sát thương không anh em ạ. Rồi có lẽ đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về cái bí kíp đó là Thiên Long Bài Vĩ trước nha. Chiêu đầu tiên Thiên Long Bài Vĩ, chiêu này nó sẽ tăng tấn công cơ bản của Thiên Long Bài Vĩ, tăng tỷ lệ bị thương và thời gian bị thương của Thiên Long Bài Vĩ. Khi mà anh em sử dụng Thiên Long Bài Vĩ chính xác mục tiêu sẽ giảm thời gian chờ của cái chiêu Dẫn Càn Khôn và Long Dược Tử Yên. Wow, đây là hiệu quả của bí kíp cao nha anh em.
Như vậy anh em sẽ thấy là khi chúng ta lên được quyển Bí Kíp Sơ, anh em sẽ tăng được 210% tấn công cơ bản của chiêu Thiên Long Bài Vĩ. Mà anh em thấy cái chiêu Thiên Long Bài Vĩ này ban đầu nó có được bao nhiêu rồi? 1409% tấn công cơ bản, rồi bây giờ tăng thêm 200+% tấn công cơ bản nữa. Thì phải nói là kỹ năng này cực kỳ mạnh anh em ạ. Khi chúng ta lên được bí kíp trung thì nó sẽ tăng tới 30% tỷ lệ bị thương và nó sẽ gây được 1.46 giây thời gian bị thương nữa. Đó, như vậy là bí kíp trung chỉ hỗ trợ cho anh em khống chế thôi. Và khi anh em lên được quyển bí kíp cao thì nó sẽ giúp giảm thời gian hồi chiêu của cái chiêu Dẫn Càn Khôn và Long Dược Tứ Yên đi 2.46 giây mỗi lần chúng ta tung kỹ năng chính xác một người nha anh em ơi. Một người giảm được 2.46 giây. Wow. Như vậy chúng ta trúng càng nhiều người thì thời gian hồi chiêu nó sẽ giảm càng nhiều. Ví dụ nha, mình đánh thử nha. Chiêu này. Rồi bây giờ mình đánh chiêu này trúng nè. Đó, anh em thấy không? Nó hồi gần như là xong cái chiêu này luôn. Quá dữ. Như vậy anh em biết cách combo thì chúng ta sẽ có khả năng hồi chiêu rất lẹ. Tiếp tục mình sẽ tìm hiểu về bí kíp của cái chiêu Dẫn Càn Khôn. Đây là chiêu thứ hai. Chiêu này hiệu quả là khi anh em dùng cái chiêu Dẫn Càn Khôn sẽ tăng di chuyển và tăng kháng tất cả của bản thân mình. Đó là hiệu quả bí kíp sơ. Hiệu quả bí kíp trung là nó sẽ trộm kháng tất cả của mục tiêu và trộm luôn cái triệt tiêu sát thương cuối của mục tiêu anh em ạ. Lúc này sát thương cuối của mục tiêu sẽ bị giảm xuống. Và bản thân của mình sẽ được tăng tấn công cơ bản khi mà anh em nâng lên được quyển bí kíp cao. Rồi hiệu quả chi tiết là chúng ta sẽ dùng cái chiêu Dẫn Càn Khôn này, anh em sẽ tăng được 130 điểm tốc độ di chuyển. Wow, một con số di chuyển khá là nhiều. Rồi tăng thêm là 300% kháng tất cả cơ bản, duy trì trong 6 giây. Như vậy cái chiêu Dẫn Càn Khôn này sẽ giúp anh em phòng thủ tốt hơn ha, khi chúng ta lên được bí kíp. Đồng thời khi chúng ta lên được bí kíp trung, nó sẽ trộm 200% kháng tất cả cơ bản và 20% triệt tiêu sát thương cuối của kẻ địch luôn anh em ạ. Cực kỳ ngon. Và cái này nó sẽ duy trì, anh em trộm xong nó sẽ duy trì trong 6 giây. Và khi chúng ta lên được bí kíp cao thì nó sẽ tăng cho nhân vật chúng ta, đó là 200% tấn công cơ bản. Như vậy chiêu này bây giờ nó sẽ giúp anh em phòng thủ cứng cáp hơn, bởi vì mình được tăng kháng, tăng tốc độ di chuyển khá là nhiều. Và thời gian này nó sẽ kéo dài cho anh em trong vòng đó là 6 giây nha. Tiếp tục mình sẽ tìm hiểu cái quyển bí kíp thứ 3 của cái chiêu Long Dược Tử Yên. Long Dược Tử Yên, cái quyển bí kíp này mới gọi là lợi hại nè anh em ạ. Cái quyển bí kíp này khá là quan trọng cho môn phái Long Quy, bắt buộc anh em phải lên được quyển bí kíp Long Dược Tử Yên đầu tiên. Chiêu này khi chúng ta dùng Long Dược Tử Yên, nó sẽ trói buộc định thời gian ngắn. Nó là trói buộc kẻ địch trong thời gian ngắn và thêm hậu thuẫn cho bản thân, tăng hiệu quả miễn dịch khống chế và trọng thương vô địch và xóa thời gian chờ. Trọng thương vô địch nghĩa là sao anh em? Có nghĩa là chúng ta bị kẻ địch đánh mà trọng thương, có nghĩa là chết á, thì nó sẽ bỏ qua trạng thái chúng ta bị chết, giống như con bá đao anh em được miễn tử anh em ạ. Thì chúng ta nhận được trạng thái vô địch và xóa thời gian chờ của cái chiêu này luôn. Đồng thời chúng ta được tăng tấn công cơ bản của Long Dược Tử Yên nữa. Như vậy đây là cái chiêu duy nhất giúp cho Long Quy có khả năng gọi là sinh tồn tốt trong giao tranh, giúp cho anh em nhận được cái quần thể kim cang khi chúng ta bị trọng thương và giúp cho anh em được miễn tử nha, cực kỳ quan trọng. Rồi hiệu quả chi tiết của kỹ năng này, nó sẽ trói buộc địch trong thời gian ngắn và giúp bản thân tăng 600% kháng tất cả. Ghê hồn em, 600% kháng tất cả mà ghê hơn nữa nè. Và nó tăng thêm 600% triệt tiêu sát thương cuối, bất tử luôn anh em ạ, cực kỳ trâu. Và nó miễn dịch thuộc tính và hiệu quả bất lợi, nhưng mà cái hiệu quả này chỉ kéo dài có 2 giây thôi anh em ơi, cũng không quá nhiều. Nhưng mà nó có thể giúp cho anh em gọi là cầm cự trong khoảng thời gian đó để chúng ta tung combo. Rồi có 90% xác suất bị trọng thương. Như vậy là cái khả năng xuất hiện cái quần thể kim cang của mình chỉ có 90% thôi nha, chứ cũng không phải là 100%. Rồi cuối cùng hiệu quả bí kíp cao, đó là sẽ tăng cho chúng ta 135% tấn công cơ bản. Đó chính là cái hiệu quả của bí kíp cao Long Dược Tử Yên. Và đến cái bí kíp cuối cùng, đó là chiêu Liệt Hồng. Liệt Hồng, kỹ năng chủ động khác sau khi chính xác sẽ tăng tấn công cơ bản của chiêu Liệt Hồng lên. Nghĩa là sao anh em ạ? Nếu như mà anh em sử dụng cái chiêu Thiên Long Bài Vĩ Dẫn Càn Khôn hoặc là Long Dược Tử Yên mà trúng vào mục tiêu, thì lúc này chúng ta sẽ được tăng tấn công cơ bản của cái chiêu Liệt Hồng lên. Đó, cực kỳ ngon nha. Rồi bí kíp trung thì chúng ta sẽ được tăng tỷ lệ bạo kích của chiêu Liệt Hồng, và bí kíp cao chúng ta sẽ tăng sát thương bạo kích. Như vậy cụ thể là cứ mỗi lần mà chúng ta sử dụng một kỹ năng trúng mục tiêu thì sẽ tăng được 113% tấn công cơ bản và tối đa là cộng dồn 3 lần. Tương ứng là 3 kỹ năng. Như vậy anh em thấy là 3 lần chúng ta tăng cái chiêu này lên được tới 300+% tấn công cơ bản, rất nhiều anh em ạ. Và nó sẽ tăng 30% tỷ lệ bạo kích cuối luôn.
chiêu này tăng tỷ lệ bạo kích cuối và tăng sát thương bạo kích, như vậy chiêu này đam khá là mạnh. Anh em kết hợp chiêu này với chiêu Thiên Long Bài Vĩ thì phải gọi là cực kỳ tuyệt vời anh em ạ. Tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu về cái phần tuyệt học của môn phái Long Uy. Long Uy nó sẽ có hai quyển tuyệt học, đó là chiêu Dẫn Càn Khôn và cái chiêu Long Dược Tử Uyên. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về chiêu Dẫn Càn Khôn này nó có tác dụng gì đây. Chiêu Dẫn Càn Khôn này nó sẽ tăng sát thương của cái chiêu Dẫn Càn Khôn lên, đó là tăng 61% tấn công cơ bản. Và ở đây nó sẽ có một cái xác suất, đó là 85% xác suất khiến kẻ địch hỗn loạn 2.33 giây này mà. Đó là lý do vì sao lúc nãy mình nói cho anh em cái hiệu quả bất lợi của môn phái Long Uy, đó là làm cho kẻ địch bất lợi. Như vậy bây giờ anh em khi mà chúng ta có tuyệt học rồi, chúng ta sử dụng cái chiêu số 1 thì nó sẽ làm kẻ địch bị hỗn loạn. Hiệu quả hỗn loạn thì chắc là anh em biết rồi đó. Đó anh em thấy không, con này nó bị tăng đó anh em ạ. Nó kiểu nhảy lambada mà không biết định hướng anh em ơi. Đó gọi là hiệu quả hỗn loạn. Và cái hiệu quả đó duy trì 2.46 giây với cấp bí kíp của mình hiện tại là cấp 9. Nếu mà anh em lên được cấp 10 thì chúng ta sẽ có 90% xác suất hỗn loạn 2.46 giây lận. Nói chung là 2 giây là một cái hiệu quả khá là dài rồi. Kẻ địch không thể làm gì được anh em trong khoảng thời gian đó. Tiếp theo là cái tuyệt học của chiêu Long Dược Tử Uyên. Chiêu này nó sẽ tạo một cái màn trắng khi chúng ta sử dụng cái Long Dược Tử Uyên. Sau khi mất đi thì sẽ khiến kẻ địch xung quanh chịu một lần sát thương. Và nó sẽ tăng triệt tiêu sát thương cuối của bản thân của mình. Wow, chiêu này anh em thấy là cũng hỗ trợ cho cái chiêu số 3 để giúp chúng ta búp giáp, tạo thuẫn và chống chịu tốt hơn. Đồng thời nó cũng gây thêm một cái lượng sát thương nữa anh em ạ. Hiệu quả cụ thể đó là chúng ta sẽ gây được 393% tấn công cơ bản cộng 708% sát thương hợp kim. Mỗi khi chính xác một kẻ địch sẽ tăng 27% chống đỡ sát thương cuối, duy trì 6 giây và tối đa cộng dồn 3 lần. 3 lần thì mình sẽ có được khoảng 50-mấy% anh em ạ, 50-mấy%. Ý cao hơn năm mấy chứ, khoảng 60-mấy, 70-mấy% cái triệt tiêu sát thương cuối á, khá là nhiều nha. Và mình giải thích để cho anh em hiểu về kỹ năng này. Khi chúng ta sử dụng cái chiêu số 3 Long Dược Tử Uyên này, anh em sử dụng thì nó sẽ tạo một cái thuẫn xung quanh đây. Và hết thời gian này thì nó sẽ bung cái thuẫn ra và gây sát thương. Và khi cái việc gây sát thương này nó trúng nhiều mục tiêu thì chúng ta sẽ được tăng cái sát thương cuối và đồng thời tăng triệt tiêu sát thương cuối nữa anh em ạ. Đó là tác dụng của cái chiêu Long Dược Tử Uyên. Như vậy anh em thấy là nếu như một con Long Uy mà chúng ta chưa có bí kíp thì cái khả năng phòng thủ rất yếu. Nhưng mà khi anh em nâng bí kíp rồi thì chúng ta sẽ tập trung vào cái chiêu Long Dược Tử Uyên này để tăng về khả năng phòng thủ của Long Uy. Cũng như là khi chúng ta vừa có bí kíp vừa có tuyệt học thì khả năng phòng thủ của nó sẽ được tăng lên khá là nhiều. Đó anh em thấy không? Như vậy anh em hãy giờ chúng ta xem về kỹ năng của môn phái này thì chúng ta sẽ có cách combo kỹ năng như thế nào. Rõ ràng anh em thấy là khi chúng ta sử dụng cái chiêu số 2 thì nó sẽ giúp giảm thời gian hồi chiêu của chiêu số 1 và chiêu số 3. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng chiêu số 1, số 2, số 3 thì lại giúp tăng sát thương của chiêu cuối. Do đó khi combat mở combat thì chắc chắn là mình sẽ sử dụng cái chiêu số 1 trước để mở combat anh em ạ. Chắc chắn là như vậy rồi. Sau đó mình sẽ sử dụng cái chiêu số 2 để mình áp sát và sau đó mình sử dụng chiêu số 3 để mình tay gây sát thương và cuối cùng đó là chính là chiêu số 4. Như vậy cách combo của môn phái này lần lượt theo thứ tự là như sau. Đầu tiên chúng ta sử dụng chiêu Dẫn Càn Khôn. Tiếp tục chiêu thứ hai đó là mình sẽ sử dụng cái chiêu đó là Long Dược Tử Uyên. Và chiêu số 3 mình sử dụng đó chính là cái chiêu Thiên Long Bài Vĩ. Và cuối cùng đó chính là cái chiêu base của chúng ta, đó chính là cái chiêu Liệt Hồng. Đó là cách combo. Mình nói là cách combo là anh em có thể sử dụng 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 nha anh em. 1, 3, 2, 4. Đó là thứ tự combo của cái môn phái Long Uy này. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách tăng điểm cho môn phái Long Uy ở từng cấp độ sao cho nó hợp lý. Bởi vì bản kiểm điểm kỹ năng này nó cũng khá là khó để anh em có thể phân bổ được nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tăng kỹ năng của môn phái Long Uy. Ví dụ như nhân vật chúng ta chỉ có cấp khoảng 3x thôi nha anh em ơi. Và chúng ta chỉ mới có được đến kỹ năng Liệt Hồng này và anh em chưa có nhiều điểm kỹ năng thì chúng ta sẽ tăng như thế nào đây? Thì ở đây mình sẽ tăng kỹ năng như thế này em ạ. Mình sẽ tăng cái chiêu Thiên Long Tiên Quyết này lên khoảng 10 đến 15 điểm thôi. Ví dụ mình sẽ lấy tăng lên khoảng 10 điểm như thế này. Sau đó cái chiêu Thiên Long Bài Vĩ này bắt buộc là anh em phải tăng full cái chiêu Thiên Long Bài Vĩ nha, lên đến 15 điểm. Tại vì cái chiêu này là cái chiêu mặc dù có thời gian chờ dài nhất trong 4 kỹ năng nhưng mà cái lượng sát thương của chiêu này gây ra rất lớn. Do đó bắt buộc mình phải tăng full kỹ năng của chiêu này. Rồi cái chiêu Dẫn Càn Khôn này á thì anh em
tạm thời không nên tăng, bởi vì cái chiêu này thứ nhất là nó rất khó sử dụng, và khi mà anh em sử dụng không đúng cách thì cái lượng sát thương của chiêu này nó không quá nhiều, và cái thời gian hồi chiêu của chiêu này nó lên đến 20 giây lận. Do đó mình sẽ không, tạm thời không tăng cái chiêu dẫn càng khôn này, và mình sẽ bắt đầu mình tăng tiếp ở chiêu Long Dược Tử Yên này lên full cấp luôn. Chiêu Long Dược Tử Yên này nó không có gì đặc biệt cả, nhưng mà cái lượng sát thương của nó gây ra khi chúng ta nâng lên cấp 15 á, thì khá là nhiều, và đặc biệt cái thời gian hồi chiêu của chiêu này cũng rất lẹ, chỉ có 12 giây thôi anh em ạ. Và cái cự ly thi triển của chiêu này cũng khá là xa, chúng ta được 7.5m lận, khá là dài. Do đó mình sẽ nâng chiêu này lên 15 điểm nha. Rồi chiêu hỗ trợ này chắc chắn là anh em phải tăng full rồi, hỗ trợ là chúng ta phải tăng full. Đó, lên đến 15 điểm luôn là chúng ta sẽ full chiêu hỗ trợ này. Rồi đến cái chiêu Liệt Hồng này á, thì khi nào anh em có bao nhiêu điểm anh em cứ dồn về trước, dồn cho đến khi nào full được cái chiêu Liệt Hồng này luôn. Như vậy anh em thấy không, mình sẽ có cái cách tăng như thế này, đó là mình chỉ tăng khoảng 10 điểm ở cái chiêu đánh thường thôi. Sau đó cái chiêu dẫn càng khôn này anh em sẽ bỏ, còn lại những chiêu khác thì anh em sẽ tăng. Ưu tiên chiêu Long, chiêu Thiên Long Bài Vĩ, ưu tiên vào cái chiêu Long Dược Tử Yên, ưu tiên vào cái Long Uy Tâm Pháp trước. Sau đó có điểm thì anh em sẽ dồn vào cái chiêu Liệt Hồng này. Tiếp đến khi mà chúng ta lên đến cấp 40 á, thì chúng ta tiếp tục tăng điểm vào chiêu Liệt Hồng nha anh em ơi. Những cái điểm ở trên này chúng ta vẫn giữ như vậy, đó là 10, 15, rồi 1, rồi đây là 15, bên này là 15. Dưới này thì chúng ta cố gắng tăng full. Sau đó cái chiêu Thất Bộ Dẫn này á, thì anh em cũng cố gắng tăng full luôn. Tăng full luôn nha. Khi mở cấp chúng ta cũng tăng full, thì lên đến cấp 10 là full. Rồi tiếp tục là cái chiêu Tiên Quyết cao cấp này anh em cũng phải tăng full, vì nó hỗ trợ cho chiêu đánh thường, hỗ trợ khá là nhiều cái sát thương. Anh em cũng tăng full lên đến cấp 10 cho chiêu này khi chúng ta lên đến cấp 50. Khoảng cấp 59 là anh em tăng full nha anh em ơi. Nếu mà chúng ta cắn thêm các cái quỷ như Võ Lâm Mật Tịch nữa thì chắc chắn là mình sẽ full nha. À, Bí Kíp Võ Lâm chứ nhầm. Rồi đến khi anh em lên đến 6X chúng ta cũng tăng full kỹ năng 6X này luôn. Tại vì những kỹ năng hỗ trợ này nó rất là quan trọng anh em ạ. Mình sẽ tăng lên đến cấp 15 luôn. Rồi đặt tới 7X thì cũng vậy, 7X thì chúng ta cũng sẽ tăng full kỹ năng này thôi anh em ơi. Bởi vì nó sẽ, nói chung chiêu 7X lúc nào anh em cũng phải tăng full thôi, vì nó là kỹ năng hỗ trợ rất mạnh cho môn phái của mình. Và tương tự như vậy đến kỹ năng 8X và 9X chúng ta cũng tăng full. Anh em tăng full hết những kỹ năng rồi này rồi, khi mà nào mà chúng ta dư điểm kỹ năng, bắt đầu chúng ta sẽ quay lại để chúng ta tăng vào cái chiêu dẫn càng khôn. Nhớ nha, mình sẽ ưu tiên dẫn càng khôn trước. Long Uy Tiên Viết thì mình vẫn chỉ để khoảng 10 điểm thôi, mình không tăng quá nhiều chiêu này. Tại vì cái khoảng cách từ 74% lên tới anh em nâng lên 20 điểm á, là chúng ta tốn thêm 10 điểm mà chúng ta chỉ lên được khoảng thêm đó là 16% tấn công cơ bản em ạ. À, nó không quá nhiều, do đó mình sẽ không tăng full cái này. 16-26 anh đó anh em ạ. Rồi đó là cái cách tăng điểm của mình, thì anh em có thể áp dụng cách này để tăng cho những anh em nào chơi các server mới. Còn các server cũ thì quá đơn giản rồi, mình cứ kích full thôi, bởi vì điểm ở server cũ nó dư rất là nhiều anh em ạ. Đó là mình sẽ tăng như thế này cho anh em. Thì hy vọng những cái chia sẻ nãy giờ của mình sẽ giúp ích được cho anh em có thể hiểu thêm về cái môn phái Long Uy. Nói chung theo đánh giá của nhân của mình á, thì môn phái này nó có khả năng sốc đam khá là mạnh, nhưng mà về phòng thủ vẫn ở một cái mức hạn chế rất là yếu kém. Tại vì anh em biết là cái chiêu số 3 của nó chỉ có giúp tăng giáp trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ có 2 giây thôi anh em ạ. Và trong khoảng thời gian 2 giây này, nếu như mà anh em không rời giao tranh hoặc là chúng ta không lật kèo được ngược trở lại thì anh em sẽ bị tử vong rất là cao. Mình không có khả năng hút sinh lực mạnh như những môn phái khác, cũng như không có khả năng tự hồi máu như là Thiên Vương anh em ơi. Do đó rất là khó với môn phái Long Quy này để có thể chơi được các hoạt động quần chiến hoặc là những cái hoạt động quần chiến nhỏ. Mình chỉ có thể solo vui vui. Và môn phái này mình nghĩ là sẽ khá là mạnh ở các cái server mới, bởi vì cái lượng đam rất mạnh để anh em có thể đi train hoặc là chúng ta đi các hoạt động, các phó bản, và anh em có thể solo cũng được nữa. Tại vì ở các server mới thì hầu hết các môn phái vẫn chưa có được những quyển bí kíp cần thiết để hỗ trợ, và lúc đó Long Quy nó sẽ phát huy được cái sức mạnh của mình. Như vậy là mình vừa chia sẻ xong cho anh em về cái phần phân tích kỹ năng môn phái Long Quy, cũng như là hướng dẫn cho anh em về cách tăng điểm của môn phái này. Hy vọng những cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho anh em nhiều nha. Và mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi cái video này. Mình xin phép chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.